À, xin chào các bạn, hôm nay đồ chơi động sẽ đem đến cho các bạn một dòng ốc lưng dành cho Samsung A32, 4G, 5G, A52 và cả A72 các bạn. Thì mình có đủ ốc cho cả ba dòng máy này. Cho nên là các bạn cần cái dòng máy nào thì các bạn hãy cứ liên hệ hoặc là nhắn tin vô cái số này. Thì bên shop sẽ có các bạn nhân viên hỗ trợ các bạn nhé. À, nên sẽ đi tới tiếp theo đó là nhân vật chính của ngày hôm nay các bạn. Thì đây là một loại ốc lưng vải, như các bạn có thể thấy đây nè, cái mặt lưng của nó sẽ được làm một cái dạng như cái vân vải vậy các bạn. Thì đây cái điểm mà cho mình đó là điểm cộng lớn, đó là cái phần lưng này các bạn, nó sẽ không có bị bám cái dấu vân tay khi mà các bạn di cái ngón tay như thế này. Và các bạn có thể thấy á, này cái ốp này nè, nó được làm bằng một cái chất liệu mà nó không hề bị bay màu. Thì như các bạn có thể là các bạn có thể đã từng gặp hoặc có thể chưa, có một số ốc lưng ngoài thị trường, như các bạn cầm lên đó, các bạn di di ngón tay này, đưa ngón tay đó các bạn sẽ thấy phần mà dính lên cái ngón tay. Và tuy nhiên cái ốp này các bạn mình chạy như thế này luôn rồi không hề bị dính, cho nên là đây cũng là một cái điểm cộng rất là được nhiều các bạn trẻ quan tâm. Thì các bạn có thể thấy cái phần ốp này là các bạn, nó sẽ là một cái ốp mềm như thế này, các bạn có thể bóp được. Thì đặc điểm của cái dòng ốp này đó, nó là cái sự tiện lợi và cái sự dễ tháo lắp. Thì như các bạn biết đó, là con gái thì dĩ nhiên sẽ không có như là nhất là con gái khi mà sử dụng những cái dòng điện thoại này thì thường sẽ không có thích những cái dòng ốp cứng cho lắm, bởi vì khi ốp cứng thì các bạn sẽ hơi khó khăn trong cái việc tháo lắp ốp. Tuy nhiên với cái loại ốp dễ như thế này thì các bạn hoàn toàn rất là dễ trong cái việc tháo hoặc là lắp ốp, thay đổi màu sắc mỗi ngày các bạn. Cái phần ốp này các bạn, ở đây nó sẽ có in một cái dòng chữ như thế này. Cái phần viền đó thì được làm bằng viền cao su dễ luôn, và nó có cái phần viền màu đen. Thì các cái chi tiết nút bấm rồi các cái cổng sạc này nọ sẽ đều được thiết kế đúng với từng chi tiết của máy. Khi các bạn sử dụng á sẽ hoàn toàn thoải mái, chứ không có bị những cái tình trạng đó khác là những cái nút bấm nó bị lệch, nó khiến các bạn bị bấm nó sẽ bị lệch cái thông tin các bạn cần. Các bạn có thể thấy phần camera đây là các bạn, nó sẽ được làm dạng bảo vệ như thế này. Thì khi các bạn sử dụng nó sẽ hạn chế được cái chạy cái camera của các bạn khi các bạn để lên trên những cái mặt phẳng. Tuy nhiên mình cũng khuyên các bạn hãy nên dán thêm một camera để có thể bảo vệ được camera tốt hơn. Và mình xin giới thiệu cái ốp này có những màu như thế này ha. Đầu tiên các bạn có thể thấy như trên tay mình đây là màu xanh lá, màu tiếp theo là màu đen, rồi màu xám, xanh và cả nâu nữa ha các bạn. Thì cái dòng ốp này mình sẽ dệt thêm rất là nhiều màu nữa, nên các bạn hãy theo dõi mình ở trên trang chủ hoặc là ở trên Shopee các bạn. Ở dưới cái phần mô tả mình sẽ để link cái sản phẩm này ở những trên sàn thương mại điện tử. Các bạn hãy vào đó để cập nhật những màu mới ha. Ở đây mình xin nhắc lại lần nữa ha, thì đây là cái số hotline để các bạn có thể liên hệ khi các bạn cần hỗ trợ hoặc tư vấn gì đó. Clip ở đây thì cũng đã dài rồi. Xin chào và hẹn gặp lại những clip tiếp theo.